Bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về cái ngữ về SEO. Hello các bạn, chắc là anh xin phép bắt đầu cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay ha. Chúng ta sẽ không có đợi nữa, bây giờ cũng là 1:03 rồi. Bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về cái từ chuyên môn, một cái thuật ngữ mà các bạn chắc là cũng đã gặp rất là nhiều ở ở trong cái cuộc sống hiện đại của bạn, trong cái công việc làm của bạn bình thường và các câu chuyện thường các chủ doanh nghiệp hay quan tâm đến. Nó là cái thuật ngữ về SEO. Có người thì gọi là SEO, có người gọi là SEO. Đó. Thì ngày hôm nay là mình sẽ tìm hiểu về nội dung này. Rồi, anh là Minh, anh là trainer của công ty. Thì giới thiệu lại để cho một số bạn chưa biết ha. Rồi. Bài ngày hôm nay thì chúng ta vừa training có cả offline và online, thì anh xin phép thì cái hướng mắt của anh thì anh hay nhìn vào các bạn trực tiếp ha, cho nó lịch sự. Còn các bạn online thì nếu mà các bạn mà có muốn hỏi gì thì cứ chat hoặc là cứ mở mic lên hỏi. Anh thì rất là thường xuyên check chat các bạn ha. Rồi, ngày hôm nay thì nội dung á cũng chủ yếu là mình giới thiệu những cái thuật ngữ, những cái kỹ thuật và những cái yếu tố liên quan ba cái phần chính này. Đầu tiên thì mình sẽ cần phải tìm hiểu về SEO nó là gì và tại sao doanh nghiệp nên đầu tư vào cái việc làm SEO này. Thứ hai là mình sẽ các phần sau thì mình sẽ nghiên cứu về SEO on page, SEO off page. À, thì nội dung của ngày hôm nay là nó gồm những cái phần như vậy ha. Rồi mình sẽ đi đến cái phần đầu tiên. Thì khi mà mình nhắc tới từ SEO hay là khách hàng nhắc tới từ SEO thì cái mà bản thân anh cũng như là team training mong muốn các bạn là các bạn cần phải biết được rằng là ở phía bên kia, tức là người khách hàng, họ đang nghĩ gì và họ muốn cái gì khi họ nhắc tới cái cụm từ SEO. Tại khi mình đọc được tâm lý của họ thì mình rất là dễ chốt sale. Đúng không? Nguyên tắc bán hàng đó là như vậy. Rồi khi mà người ta nhắc từ SEO là mình cần phải hiểu đúng không? Thì theo như nãy giờ anh đang dẫn dắt các bạn vậy, vậy SEO nó là gì ta? Bạn nào trả lời cho anh được không? SEO, cảm ơn em trả lời là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Chính xác ha, tuyệt vời. SEO là viết tắt của từ gì? Search Engine Optimization. Thì dịch ra nó là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Rồi, anh mượn một chút ở cái định nghĩa này. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm thì nó có một cái keyword mà cần các bạn phải hiểu, đó là cái từ là công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm là gì các bạn? Kính lúp hả? Hay là gì? Google. Chính xác. Là gì nữa? Shopee. Cảm ơn em câu trả lời hồn nhiên. Bạn cũng cho rằng Shopee là một công cụ tìm kiếm. Cũng có thể ha. Rồi, anh vẫn ghi nhận ý kiến nó đúng luôn đi. Hay gì nữa? Các trang mạng xã hội. Cũng có thể. Gì nữa? Hả? Bing. Đấy. Hiện tại bây giờ các bạn có đang nghiên cứu các nền tảng AI không? Ở đây có ai đang nghiên cứu mấy nền tảng AI không? Anh khoe luôn, anh đang học về AI nè. Mai mốt anh sẽ biến ra mấy con robot bên cạnh. Thì công cụ tìm kiếm á, nếu mà các bạn đang định nghĩa rằng là nếu mà cứ cái nào mà click vô tìm được thì nó là một công cụ á, thì nó thì nếu mà vậy thì nó nhiều lắm. Đúng không? Cái công cụ tìm kiếm là một cái thuật ngữ ở trên cái nền tảng máy tính hiện tại. Thì ở đây cái công cụ tìm kiếm đó là các nền tảng giúp các bạn tìm kiếm. Thì nền tảng hiện tại đang có những cái gì? Ví dụ như bạn Vân trả lời là Bing, bạn nào đó trả lời là Google,
Ở bên Trung Quốc có cái mạng gì biết không? Anh hàng xóm tốt bụng của mình biết mạng Weibo không? Biết, có biết không? Có biết tới cái vụ là ở bên Trung Quốc không cho người ta dùng Google, bắt người ta phải dùng. Muốn dùng Google hả? Mở VPN lên, đúng không? Fake IP đi thì mới được dùng Google đó. Cái này là chia sẻ thôi nha, còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta không bàn đến. Thì anh chỉ đang muốn nói một cái từ là công cụ tìm kiếm. Thì mình đang dùng cái keyword đó, mình đi sâu vô một chút. Công cụ tìm kiếm giúp cho người ta cái điều gì? Giúp cho người ta tìm kiếm, giúp tìm bất kỳ cái gì người ta muốn. À bây giờ anh hỏi các bạn, kể cả online luôn nha, ai có giơ tay nha, có bao nhiêu bạn trong lớp mình cả online và offline khi cần tìm hiểu một thông tin nào đó mình sẽ vào Google mình tìm, giơ tay lên. Hầu như ai cũng vậy hết, trong lớp là full rồi, còn online không thấy ai giơ tay, tức nghĩa là bây giờ là không biết tìm ở đâu luôn. À bây giờ anh mượn tiếp con á, nếu mà các bạn không vào Google bạn tìm, các bạn sẽ tìm ở đâu? Tìm kiếm thông tin. Mọi người online biết cách giơ tay không á? Anh hỏi thiệt, biết cách giơ tay không? Ra con chuột vô cái nền tảng, cái thanh công cụ của Zoom nè, lít vô cái dấu ba chấm, chọn reaction, nó sẽ có cái bàn tay giơ lên. À, em giơ tay đó, nó là như vậy ha. Nào làm cho anh coi coi. Mình dùng Zoom thì mình cũng phải cần phải biết những cái tính năng trong Zoom ha. Ví dụ như là annotate hay gì đó thì mình demo khách hàng cho nó chuyên nghiệp. Các bạn biết annotate trong Zoom không? Hỏi tới cái Vân biết không? Annotate nó là cái này nè mọi người. Cái này là tại vì anh phát hiện là các bạn không có tương tác gì trên Zoom cho nên anh khuyến khích các bạn ha. Annotate là ví dụ gì nè. Mọi người có thấy anh làm gì trên màn hình không? Không thấy không? Đó, annotate nó là vậy đó. Rồi anh xóa đi. Đó. Trên cái nền tảng Zoom của mình nó có rất là nhiều cái cách để giúp các bạn tương tác với khách hàng. Thậm chí là khi các bạn đang demo với khách hàng, các bạn hỏi khách hàng anh muốn thử tạo đơn hàng, anh muốn trải nghiệm thử trên Zoom này không, em cho anh trải nghiệm luôn. Khách hàng sẽ dùng chuột của họ để điều khiển màn hình của mình luôn trên Zoom luôn. Có biết mấy vụ đó không? Rồi chưa biết. Ai muốn biết tìm anh Minh hỏi nha, anh Minh sẽ chỉ. Tại vì nó không phải nội dung của ngày hôm nay, nó là cái kỹ thuật thôi. À, mình làm sao mình phải biết hết mấy cái đó nha. Rồi bỏ cái vụ đó qua một bên. Rồi trở lại SEO, nó là cái định nghĩa là như vậy ha. Thì mình khi mình nói đến nó thì mình cần phải hiểu công cụ tìm kiếm. Thì theo anh thấy nha, theo thống kê và cũng như là theo anh thấy thì cái công cụ tìm kiếm nổi tiếng nhất trên thế giới hiện tại đó là Google ha. Thì nó ứng với cái câu anh hỏi như nãy ha. Bây giờ mình muốn tìm cái gì, lỡ thì chơi đâu, tỉnh đó có cái gì đẹp, tổ chức chuyến đi chơi có món gì ngon, à, hoặc là bắt đầu học định nghĩa và cái gì đó, lên search ra cái trang wiki đúng không? Rồi mà mình muốn biết làm sao để hiểu được tâm lý của bạn gái chẳng hạn, vậy vô đó search có không? Em có vô đó search gì không? Không, giờ tự tin là hiểu hết rồi đúng không? Rồi, bà đồ em giỏi anh rồi đó, riêng vụ đó em giỏi anh rồi đó. Rồi vậy khi mình hiểu nó rồi thì các bạn thử trả lời giúp anh cái câu tại sao doanh nghiệp nên đầu tư để làm những cái hoạt động để tăng SEO. Mọi người cái gì để gì? Để khi người ta tìm ra doanh nghiệp mình đầu tiên. Chính xác. À, cái mục tiêu đó là rõ ràng ngắn gọn súc tích nhất. Hoặc nói một cách rộng hơn đó là
để tăng cái độ phủ của doanh nghiệp mình. Đi đâu người ta cũng thấy mình hết. Mình sẽ chiếm chọn những cái thông tin liên quan đến ngành nghề của mình. À, hiểu không? Ví dụ, tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và đúc các đồ bằng nhựa. À, ví dụ vậy, bằng nhựa thôi. Nhưng mà khi anh search chuột máy tính bằng nhựa cũng ra doanh nghiệp tôi. Khi anh search đồ chơi trẻ em bằng nhựa cũng ra doanh nghiệp tôi. Cái gì cũng ra doanh nghiệp tôi đó. Lúc đó là cái chữ nhựa, đồ nhựa là của công doanh nghiệp tôi là chiếm chọn ưu thế đó. Được chưa? Khi người ta search là ra mình hết. Lúc nào mình cũng nằm trên top, thấy thông tin mình. Thì cái đó là doanh nghiệp của mình đã làm SEO rất là chuẩn chỉnh và thành công. Rồi, theo các bạn làm SEO như thế nào thì gọi là thành công? Mới nói cái mong muốn xong bây giờ hỏi ngược lại làm thế nào thành công, im quá. Thông tin của doanh nghiệp của mình hiện lên top một cái list. À, ngày trước á, cái thời trước khi mà những cái giao diện Google cập nhật á, thì các bạn để ý nha, không biết các bạn có để ý không nha, đó là nó sẽ có những cái trang, ví dụ mình search cái từ khóa là chuột máy tính chẳng hạn, nó sẽ ra trang 1, xong mình kéo xuống mình coi hết trang 1, cái mình lật qua trang 2, cái mình lật qua trang 3, cái mình lật qua trang thứ N mình muốn lật. Còn bây giờ còn trang không? Có để ý cái chi tiết đó không? Bây giờ là chỉ có kéo hoài, kéo hoài, kéo rụng luôn, chuột luôn. Đó, nó càng ngày nó càng dài xuống dưới. Ha. Thì tùy theo định nghĩa của mỗi một doanh nghiệp ông chủ thôi, thì tất cả những người mà muốn làm SEO thì muốn là doanh nghiệp mình càng lên trên cao càng tốt. Thậm chí còn tham vọng là lên top 1. Tìm là thấy tôi. Đó. Chà, thì đó là cái mà người ta đang định nghĩa thành công. Thì trước đây đối với cái việc mà nó còn những cái trang như vậy á, thì người ta hay định nghĩa là người ta làm sao để vô trang thứ nhất, xuất hiện ở trang thứ nhất ở khung search, đó là gọi là SEO là ổn rồi đó, ngon lành, được không? Bây giờ hết trang rồi, hết trang rồi, cho nên là càng trên cao. À, thì tùy theo cái độ phân giải máy tính của người search thôi. Ví dụ như máy tính anh nhỏ xíu à, search thấy được chừng có 4-5 cái link thôi. Còn một số máy của mấy bạn thiết kế chẳng hạn, bự sạch ra mười mấy linh luôn. Tất cả đó do độ phân giải ha. Rồi làm cái gì nữa, tại sao nữa, tại sao doanh nghiệp cần phải làm SEO nữa? Xuất hiện nó là làm cái gì nữa? Xuất hiện trên top đầu rồi để làm cái gì? Bán hàng, tăng doanh thu, cái cuối cùng vẫn là như vậy thôi, doanh nghiệp mà, đúng không? Có ai xuất hiện xong ngồi chơi không, không làm gì không? À, chắc cũng có nhiều người rảnh ha, nhưng mà mục tiêu cuối cùng vẫn là thu về lợi nhuận ha. Hay làm cái gì đó, có thể bán hàng hoặc làm cái gì đó để thu về lợi nhuận, chứ không ngẫu nhiên đâu. Người ta sống chết người ta đầu tư tiền của cho để người ta lên trên top của Google để làm cái gì ha. Rồi, mình nên tìm hiểu về tại sao nên đầu tư về SEO. Thì những cái mà anh giải thích đó, thì thật ra nội dung mục tiêu nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng nếu các bạn SEO cần thêm những cái ngôn ngữ mà để chuyên nghiệp hơn, và viết ra một số cái câu mà gợi ý cho khách hàng của mình, giải thích cho những người mà chưa biết gì về SEO, thì dễ lắm, lên Google search đúng những cái câu này nè: tại sao nên đầu tư về SEO, là nó ra chừng mười mấy lý do cho các bạn chọn, nhiều lắm ha. Thoải mái mà chọn keyword mà để đi PA. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần sâu hơn. Làm SEO thì nó có rất là nhiều cái kỹ thuật làm. Thì để mà một cái thời gian mà làm SEO mà để đạt được cái hiệu quả, thì thông thường nó sẽ kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm mà làm đàng hoàng đó nha, thì doanh nghiệp mình sẽ ổn định. Và có một cái này là anh khuyên các bạn ha, nó có một cái mà các bạn cần phải ghi nhớ, đó là không có chỗ nào mà dám ký bút đặt tên cam kết rằng là tôi sẽ làm cho anh lên top mấy
hiểu không? Cam kết, tôi cam kết tôi sẽ làm cho anh lên top 1, top 3. Không có ai dám cam kết cái chuyện đó được hết. Và cũng không có cam kết trong vòng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Cho nên là thường những cái hợp đồng mà làm về SEO á, thì các đơn vị mà thực hiện nó cũng chỉ là nói về khoảng, khoảng trong khoảng thời gian nào đó, trong vòng và sẽ đưa doanh nghiệp lên top khoảng bao nhiêu đó, top 50 chẳng hạn, hay top 35 chẳng hạn. Cái đó là sự cố gắng thôi, chứ còn không, tôi cam kết mà không có chuyện đó. Tại vì nó là cả một quá trình làm rất là nhiều. Và quá trình đó gồm những cái bước gì thì ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các bạn. Những cái bước đó anh chỉ giới thiệu thôi, chứ anh không phải là kỹ thuật viên làm SEO. Và nếu mà anh có là kỹ thuật viên chẳng nữa, anh cũng không ngồi anh làm từng cái từng liền tí ngay lúc này được. Cho nên rằng đây là một cái quá trình nó kéo dài, nhưng nó là 6 tháng 1 năm. Được không? Rồi, anh cần các bạn nhớ những cái kỹ thuật đó. Có thể mình không thuộc lòng, nhưng làm ơn làm phước, những bạn mới chỉ cần nhớ hai thuật ngữ này. Đó là SEO on page và SEO off page. Mình có thể không cần thuộc hết những chi tiết trong bên trong từng cái, nhưng mình ít nhất mình cần phải biết là nó gồm hai cái hướng làm như vậy. Và nó sẽ bổ trợ cho nhau. Rồi, SEO on page, có ai trả lời cho anh không? Trước khi anh định nghĩa hoặc là trước khi anh dạy, có ai biết rồi trả lời cho anh nghe thử không? Nó là gì? Các bạn online nữa. Mấy bạn mà đang ngồi máy tính á, có thể trả lời cho anh được không? Có ai đang mở thêm một cái tab Google xong rồi cái search SEO on page là gì, chuẩn bị đọc cho anh Minh không? Các bạn đang ngồi máy tính á. On page, SEO on page là gì? Đây là những cái thủ thuật mà một cái người làm SEO, một cái bạn kỹ thuật viên làm SEO, họ sẽ tác động trực tiếp lên trên cái website đó. Nó gồm những cái gì? Đầu tiên họ sẽ cải tạo hình ảnh. Trong cái phần cải tạo hình ảnh này họ sẽ làm, anh đọc lên nha, mà các bạn nghe thì các bạn có cái từ nào các bạn cảm thấy nó khó hiểu không nha. Đặt tên file, đặt lại size ảnh, internet tag, đặt lại geo tag. Đây là những thuật ngữ chuyên môn của SEO. Với cái hình ảnh của cái hình ảnh thôi nha mà đã làm như vậy rồi đó. Mà cái này là anh chỉ mới liệt kê cái giống như là cái tên của cái thao tác thôi nha, còn người ta làm như thế nào đó là cả một cái chuỗi thao tác, chứ không thể nào không phải là muốn biến là xong đâu. Làm sao không thấy đường hả? Không biết gì cứ hỏi nha. Không rõ thì cũng nhớ la làng lên để anh biết nha. Cái gì? Geotag là gì? Ít nhất cũng phải hỏi chứ, tôi tưởng mấy người biết hết. Geotag là gì? Geotag, rồi bạn hỏi thì anh trả lời trước luôn. Geotag là một cái kỹ thuật, họ tác động lên cái tấm ảnh đó, cái tấm ảnh mà đang post lên trên cái bài đó, của mình đó, họ tác động lên, họ đặt vị trí tấm ảnh luôn. Ví dụ tấm ảnh, cái này anh nói các bạn sẽ hiểu nè. Bây giờ ai cũng dùng điện thoại thông minh đúng không? Anh đã lâu lắm rồi anh không dùng cái nền tảng Android, anh không biết nha. Nhưng mà anh nhớ thằng iOS nó có là lúc mà các bạn chụp hình á, các bạn chụp xong tấm ảnh, các bạn coi nó trên điện thoại vậy nè, các bạn kéo tấm ảnh lên một, gạt lên cái thôi, nó sẽ ra cái chi tiết tấm ảnh, đúng không? Mà nếu mà mình coi sâu vào chi tiết tấm ảnh, nó sẽ có cái bạn nào mà đang set up cái máy chụp ảnh mà cho phép lưu lại vị trí của tấm ảnh á, nó sẽ lưu lại cái vị trí tấm ảnh và tọa độ tấm ảnh đó. Các bạn biết được cái yếu tố đó trong tấm ảnh, trong cái điện thoại của mình không? Có nắm được không? Rồi,
trở lại. Cái đó là ví dụ trên điện thoại thôi, mà bây giờ ai cũng có nha. Trừ khi bạn nào lúc mình mua điện thoại về mới á, mới khui ra chạy nó sẽ mặc định. Trừ khi bạn nào vào trong cái cài đặt bạn tắt vị trí chụp ảnh đi thì nó sẽ tắt. À, cái đó là anh chia sẻ thêm thôi. Thì Geotag nó là cái vị trí của cái tấm ảnh. Vậy theo các bạn tại sao tấm ảnh nên cài đặt vị trí? Tấm ảnh mà cũng có vị trí nữa hả ta? À, nghe nó có lạ không các bạn? Có lạ với các bạn không? Phải thiệt. Tấm ảnh vô hồn mà cũng có vị trí nữa sao? Đối với mình thì không quan trọng, nhưng mà đối với ngôn ngữ và cái hệ thống, cái hệ thống đọc những cái thông tin ở trên những cái thuật toán tìm kiếm, những cái thuật toán và những trên cái công cụ tìm kiếm thì nó sẽ cần những cái thông tin đó. Hiểu không? Nó không có biết cái màu đỏ là màu gì đâu, nhưng mà nó biết cái vị trí là gì. Được chưa? Khai báo geotag cho tấm ảnh, giúp cho tấm ảnh được tăng thêm điểm SEO. Cái này chỉ mới là chỉnh sửa hình ảnh thôi nha. Rồi, anh này anh chia sẻ thêm thôi, theo anh biết nha. Tại vì anh không phải là một chuyên gia làm SEO, cái này anh thừa nhận, anh chỉ dạy cho các bạn thôi. Thì là để mà người ta đổi được cái geotag này á, thì có một số công cụ có thể đổi được. Ví dụ như là Photoshop có bản quyền. Rồi công cụ phải trả phí, nó có tên là geotag này, thêm chữ IMG đó, IMEI á, nó viết tắt từ IMEI á. Rồi cũng nhiều không, nhưng mà không có cái gì là miễn phí để đổi được cái geotag này đâu nha. À, cho nên rằng là làm SEO á, mà kêu mà không chi tiền á, hoàn toàn mà không chi tiền á, nó là cũng có cái nó là không đúng đâu. Cho nên các bạn cũng cần phải nắm những yếu tố này để trả lời với khách hàng của mình. Khách hàng hỏi câu là có cái cách nào mà làm SEO miễn phí không đồng không? Có không? Cũng có đó. Có chút xíu anh chia sẻ. Nhưng mà hoàn toàn không đồng thì không đúng ha. Đó, đầu tiên bạn hỏi geotag là gì thì anh trả lời như vậy. Các bạn nắm được cái này chưa? Các bạn lưu ý nha, tại sao cài cần phải cài đặt cái IP, cái vị trí cho cái tấm ảnh đó. Là không phải cho mình đâu, để cho cái công cụ tìm kiếm nó hiểu ha. À, nó hiểu được. Ví dụ anh chụp cái hình con chuột này, anh tag vị trí nó vô là Hồ Chí Minh, Vietjet Plaza, Hồ Chí Minh, phường 2 Tân Bình chẳng hạn, anh viết đầy đủ hết ra, nó có tọa độ nó. Cái mai mốt người ta search á, người ta search thông tin đó, nó mà dính đến những vị trí này, nó sẽ gợi ý người ta thấy được cái này của anh. Đó là anh đang giải thích theo cái kiểu mà cho anh em mình hiểu. À, còn cái thuật toán của Google nó sẽ tính theo những cái điểm như vậy. Chưa? Rồi. Ba cái còn lại, đặt tên file. Đặt tên file thì thôi, cái này quá đơn giản, dễ hiểu. Mỗi một cái file nó sinh ra khi mình đặt tên á, mình đặt tên nó là gì rồi mình up nó lên, mình xuất bản nó, thì nó sẽ lưu cái tên đó. Và cái tên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là tìm kiếm. Ha. Mà cái tên này chỉ là tên, gọi là tên hiện bên ngoài thôi. Rồi, size, kích cỡ ảnh. Trong một cái trang web, các bạn tưởng tượng trong một cái trang web bài viết, ví dụ như có một cái chủ đề là hè này nên đi chơi ở đâu, nắng nóng quá, mùa hè nắng nóng quá nên đi chơi ở đâu, mình vô Google mình search nguyên cái dãy đó đi, đúng không? Thì nó sẽ ra những cái gợi ý của những cái trang lại lại như là biển miền Trung phải gọi chẳng hạn như vậy. Thì trong cái bài viết mà biển miền Trung phải gọi thì các bạn tưởng tượng như là gồm cái gì? Nó sẽ gợi ý gồm các địa điểm đúng không? Nha Trang, Ninh Chữ, biển Đà Nẵng, biển Quy Nhơn chẳng hạn vậy. Ví dụ có bốn biển đi, thì mỗi một cái thông tin như vậy sẽ có ít nhất bài viết mà. Này chắc mấy các bạn marketing rành lắm. Bài viết thì thường sẽ đi kèm hình ảnh cho nó sinh động đúng không? Chứ ai đâu mà viết từ đầu đến đuôi mà chữ không nhìn thấy nản liền. À, tôi đâu có làm luận văn đâu. Tôi viết cho nó sinh động mà, cho nên cần phải có hình ảnh, cần con số, cần những cái minh họa đó. Thì
hình ảnh ở trong đây nó cần phải có những kích cỡ đúng quy định ha. Anh không có liệt kê hết tất cả các chi tiết được, nhưng các bạn cần phải biết rằng là ví dụ như banner, đầu trang là cần phải kích cỡ bao nhiêu. À, anh nhớ không lầm là như là một, ít nhất phải là 1280x780 hay gì đó, 760 gì đó nằm ngang. Còn các bài hình ảnh minh họa thì là 600 800, 360 360, đó là những cái hình ảnh chuẩn của một cái trang web chuẩn SEO. À, để các bạn muốn nghiên cứu và riêng cái bộ đó không, các bạn có thể lên Google, lại Google test search kích thước chuẩn của hình ảnh thiết kế website chuẩn SEO là gì, nó ra nguyên list luôn, dài lắm. Mỗi một hình ảnh ở một vị trí nó sẽ có những cái kích cỡ riêng biệt của nó. Rồi ở đây cho anh hỏi một chút, mình biết chỉnh sửa kích cỡ ảnh ở đâu không? Cái này thì anh thấy nhiều người biết lắm. Công cụ nào giúp các bạn chỉnh sửa ảnh? Em có chỉnh sửa ảnh bao giờ chưa? À, chỉnh bằng cái gì? À, chỉ chỉnh ảnh trên điện thoại 16.9 4.3 đúng không? Tôi rành mấy ông lắm. Chỉnh chuyên nghiệp này dễ lắm, các bạn lên Google, các bạn, anh không phải là người của cái nền tảng sau đây anh kể tên ra, nhưng mà anh thấy anh áp dụng nó rất là dễ, đó là Canva. Chúng ta cũng không cần phải quá pro như là dân chuyên nghiệp và Photoshop, chúng ta phải dùng Canva để chúng ta chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh, chỉnh sửa video, làm ảnh động, làm video dựng phim tè le bằng Canva. Ai không biết liên hệ anh mình chạy cho. Được chưa? Mấy cái đó dễ lắm. Rồi, một cái Internet tab là gì? Cái này là mình cần phải mở hệ thống ra cho các bạn coi mới được. Đối với bất kỳ một cái bài viết hoặc là về cái sản phẩm của mình, khi mà nó có hình ảnh, ví dụ trong cái bài blog này, các bạn biết thiết kế bài blog chưa? Mình nhất là mấy bạn mới nè, biết post một bài blog trên web chưa? Chưa đúng không? Rồi, mình muốn viết một bài blog thì mình cứ vào cái chỗ cửa hàng trực tuyến, nó sẽ sổ ra rất nhiều cái thanh công cụ, trong đó có cái chữ blog. Mình vô đây mình bấm tạo bài viết mới, được chưa? Đó là mình đã viết blog rồi. Rồi mình chỉnh sửa, mình bỏ bài blog lên bằng cách là mình vào cái thanh menu ở trong cái thiết kế giao diện, mình cho cái option là hiện cái danh mục blog lên là nó sẽ hiện lên cái bài blog. Ha. Chi tiết các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn ở cái video mà hướng dẫn các bạn bài thiết kế bài blog. À, trainer cũng có dạy riêng bài đó cho các bạn. Rồi anh sẽ mượn một bài mà cô Chi đã viết ha. Biết cô Chi thì cô Ly đây. Đây là một bài blog đã được post, đã được xuất bản ở trên website của team training. Này là bánh năng lượng, bài blog. Website thương mại điện tử là gì và các lợi ích kinh doanh. Này, viết blog bỏ lên trên này. Rồi, đó. Để mà viết mà post lên trên này thì chúng ta viết trong này xong người ta bấm xuất bản thôi. À, bấm lưu lại rồi xuất bản. Thì Internet tab là gì? Ở trong bất kỳ một cái tấm ảnh trong đây nè, nó sẽ khi mà bạn click vào á, click vào cái tấm ảnh này, nó sẽ các công cụ để các bạn chỉnh sửa riêng cái tấm ảnh này, thì nó có một cái chữ là cái chữ T chỗ này nè. Khi mình click vào mình đây, cái này là đã được cài Internet Tab rồi. Website thương mại điện tử là gì? Tại sao phải cài đặt một cái Internet Tab như vậy? Các bạn hiểu để làm gì không? Theo các bạn dự đoán, tấm ảnh nó ngộ ghê ha. Tấm ảnh lúc mình post lên trên này thì mình đã có cái tên cái file ảnh rồi, tại sao phải cài thêm cái Internet Tab này, làm gì cho nó mệt dữ vậy? Chính xác, cái tên ảnh là cái là mình thấy thôi, để mình bỏ lên trên này thôi. Nó cũng tương tự như cái vị trí hồi nãy anh giải thích, các thuật toán trên các công cụ tìm kiếm nó sẽ ưu tiên tìm đến những cái tấm ảnh mà đã được cài Internet Tab này, được chưa? Giống như là mình đang giao hẹn với hệ thống
cái thuật toán của công cụ tìm kiếm là ê, tấm ảnh này nó có ý nghĩa là, hoặc là nó có liên quan tới cái cụm từ là hai chấm website thương mại điện tử là gì, để mai mốt có ai đó mà đi lên Google search cái câu website chuẩn thương mại điện tử là gì thì nó sẽ ưu tiên tìm đến những bài viết có cái cụm từ như vậy nha. Cái hệ thống tính điểm và thuật toán nó sẽ ưu tiên theo cái gì, có video hay không, có hình ảnh hay không, mà nó chấm điểm bài viết giống như ngày xưa đi làm tập làm văn á tụi em, thiệt á ha. Rồi rồi bạn bạn sale nào ở đây muốn nghiên cứu sâu hơn về cái cách chấm điểm, nó dài lắm, thì lên Google search cách chấm điểm theo chuẩn SEO của Google chẳng hạn, ra một cái bài chắc dài lắm, chấm đủ thứ kiểu hết. Thì mình mỗi mỗi một cái tiêu chí nho nhỏ như nãy giờ anh đang nói nè, nó sẽ góp phần tăng điểm lên, nắm chỗ này không? Rồi mình cài đặt nó xong mình bấm lưu thì coi như là mình đã làm xong, riêng mới có cái tấm ảnh thôi tụi em, mới có cái tấm ảnh thôi mà nãy giờ, mà cái đây chỉ là mới bốn cái tượng trưng, muốn đặc trưng nhất thôi, còn những cái kỹ thuật nhỏ nhỏ bên trong nữa, được chưa? Rồi hình ảnh là một chuyện, trong bài viết còn có cái gì nữa, nội dung bài, đúng không? Có cái bài viết nào mà post cái tấm ảnh xong rồi post lên không? Không, ít nhất là cũng phải có câu tiêu đề, đúng không? Đúng không các bạn? Rồi thì cái cần chỉnh sửa tiếp theo đó là nội dung bài viết. Trong nội dung bài viết, cái này anh nói sâu hơn một chút ha, là một số thuật toán hiện tại bây giờ nó thông minh lắm nha, nó sẽ phát hiện rằng là bạn có copy cái bài đó ở đâu không nữa đó. Cho nên là những cái trang web nào hoặc là những cái người chủ bài post nào mà rất là siêng viết bài, siêng sáng tạo nội dung bằng chính cái ngôn ngữ của mình, không có robotic, thì sẽ được ưu ái và được chấm điểm cao hơn. Có một số tay cứ suốt ngày đi copy bài người khác, xong rồi che tên tác giả, xóa tên tác giả, kêu ê tôi viết nha, không có đâu, không có chuyện đó đâu nha. Bây giờ nó thậm chí viết xong nó không có điểm luôn, viết vô nghĩa luôn. Cho nên rằng là nó sẽ có cái chuyện là một số khách hàng sẽ nói là hay là mình cứ copy đi rồi mình về mình xào nấu lại, mình cắt khúc đầu mình bỏ lên trên, ấy mình cắt khúc đầu bỏ lên dưới, cắt khúc đuôi bỏ lên trên, cắt khúc giữa xé làm đôi, xong mình thêm chừng ba bốn đoạn văn của mình vô, hết là thành bài viết của mình, có không? Các bạn content có làm chuyện đó không? Không, chúng ta cũng không nên như vậy ha, chúng ta là những con người viết văn hay, chúng ta không cần phải làm những cái chuyện như vậy, sáng tác văn chương là nghề của chúng ta ha. Rồi thì ở trong cái nội dung bài viết nó có một cái, có một cái kỹ thuật đó là đặt từ khóa. Vậy từ khóa là gì? Từ khóa là gì mọi người? Theo mọi người hiểu từ khóa là gì? Những từ quan trọng, cảm ơn em. Những từ quan trọng mà người ta có thể dùng để gõ vào cái ô tìm kiếm chính xác. À, từ chuyên nghiệp bằng tiếng Anh đó là keyword. À, và các bạn có nghe rằng là có đến những cái chuyện mà đấu thầu từ khóa chưa? Có những từ khóa được mua độc quyền luôn. À, một số công ty mua từ khóa, ví dụ công ty anh sản xuất chuột không dây, anh mua luôn nguyên cái cụm từ chuột không dây, mua luôn trả rất nhiều tiền nha các bạn. Cứ ai tìm gõ đúng cái từ chuột không dây ra cửa hàng của anh Minh liền luôn, trả rất nhiều tiền á, một click chuột thôi là bao nhiêu tiền đó, tính bằng mười mấy ngàn đồng, thậm chí có những từ lên tới mấy chục ngàn á. Ví dụ những ngành nghề liên quan đến nhà đất bất động sản, những cái ngành nghề hot đó có thể lên đến 60-70 ngàn một lần click. Các bạn tưởng tượng thôi, các bạn là ông chủ bà chủ của ví dụ công cái cửa hàng hay là doanh nghiệp sản xuất chuột không dây đi, cứ có một người click các bạn mất 10 ngàn,
10 người lít các bạn mất 100.000 ha. Các bạn tưởng tượng một ngày 3.000 người click thôi, các bạn mất bao nhiêu tiền? À, đó là việc mua từ khóa nó ghê gớm vậy đó. À, anh chia sẻ thêm nha, ở ngoài kia là thế giới rộng lớn bên ngoài cả cả. Ví dụ như sản phẩm mà Alibaba của mình á, Go Export của mình á, cho những người mà làm về xuất khẩu cũng có cái chuyện đó, thầu từ khóa. Có những từ khóa nha bằng tiếng Anh á, một lượt lít là tới ngàn mấy đô, là các bạn biết cỡ nào rồi, lít một phát mất ngàn mấy đô, các bạn thấy người ta chi tiền cỡ nào ghê gớm ha. Cho nên rằng là về cái từ khóa này là nó vô bờ bến ha, và chúng ta sẽ tạm thời không bàn luận tiếp về cái hướng là những cái kỹ thuật đấu thầu từ khóa, mua từ khóa để được thể hiện như vậy, và chúng ta đang nói về cái từ khóa được thể hiện ở trong Go Sale như thế nào. Với Go Sale thì kể cả trong bài post sản phẩm, cái bài tạo sản phẩm ở cái thầy cũng đã hướng dẫn các bạn đặt những từ khóa, bài hướng dẫn viết blog cũng hướng dẫn các bạn đặt cái từ khóa. Thì ở đây anh đang mượn luôn cái trang blog rồi, cho nên anh xin phép lấy cái này làm ví dụ tiếp thôi ha. Mình kéo xuống dưới đây, chúng ta sẽ thấy được một loạt những cái ô để bắt đầu thiết lập cái từ khóa cho cái bài blog này. Rồi, nhìn vô SEO từ khóa liền. Các bạn sẽ thấy gì? À, channel là để website thương mại điện tử, phải website thương mại điện tử không dấu, phải website phải thương mại điện tử có dấu, phải thương mại điện tử không dấu. Các bạn hiểu gì qua cái một đống những cái keyword cách nhau bởi dấu phẩy này? Những từ khóa mà team training đang cho rằng người ta sẽ dùng để search, để tăng cái độ nhận diện của cái bài viết này, khả năng người ta search những từ này rất cao đó. Đó là do mình dự đoán là người ta sẽ dùng cái từ search ha. Rồi ở đây mình thử một cái, nếu bây giờ anh chuẩn bị nhập cái đồng hồ và anh bán, mà đồng hồ dành cho mấy em bé lớp 1, cấp 1 chẳng hạn, tiểu học á, bây giờ bán cái đó nhiều đúng không các bạn, đồng hồ thông minh á, vậy thì mình nên nhập về mà mình đặt tên sản phẩm của mình hoặc là viết trong bài mình có những keyword gì? Đồng hồ em bé, ok, good. Đồng hồ em bé. Rồi, nếu mà em đặt từ đồng hồ em bé, bao giờ search mới ra tới em? Vậy thì mình cần thêm keyword nữa để cho nó mạnh hơn. Keyword gì? Theo các bạn, để mình đặt cái tên sản phẩm của mình hoặc là thêm SEO cho cái bài viết của mình cho nó hay á, thì mình phải suy đoán ngược lại, nếu mình là cái người đang tìm thì mình sẽ tìm bằng từ gì, thì mình đặt bằng cái đó, hiểu không? Hiểu chỗ này không? Thì nếu bây giờ tụi em cần chuẩn bị mua một cái đồng hồ cho cháu hay con tụi em, thì các bạn sẽ search trên Google bằng từ khóa nào, có thể chia sẻ thử không? Đồng hồ trẻ em, đồng hồ, đồng hồ cho bé trai, bé 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 nam, rồi bé nam, tôi ghi nhận, tôi về tôi mét ông nam. À, cảm ơn bạn Tấn Đạt, bạn anh đọc nha, bạn biết không dấu cho nên anh cũng để đọc không dấu luôn nha, nó là đồng hồ trẻ em chất lượng cao nhưng mà bạn chắc không có dấu. Chưa đâu, anh sẽ đặt toàn bộ như sau: đồng hồ định vị trẻ em, chống nước, pin lâu, ghi gì ta, chống nước, pin lâu, đẹp, dành cho bé trai đó. Anh chơi nguyên cái dạy luôn á. Tại sao mình cần phải làm một cái đoạn dài như vậy? Nhưng mà tiêu đề hoặc là từ khóa, tại sao vậy? Tại vì mình dự đoán rằng những cái người mà đi tìm sản phẩm này ở đâu đó họ cũng chỉ tìm những cái từ khóa trong cái đoạn đó thôi. Vậy ví dụ nếu các bạn chỉ đặt là đồng hồ, thì khi người ta search
bao giờ mới tới đồng hồ dành cho bé trai, đúng không? Nó ra đồng hồ gì? Đồng hồ thời trang, đồng hồ nam nữ, người lớn. Nếu bây giờ mình search đồng hồ cho bé trai, nếu mình chỉ đặt đó thì người ta sẽ trông đợi tiếp ở điều gì? Có phải đồng hồ thông minh không hay đồng hồ cơ? Có trong nước không? Chứ mấy đứa nhỏ nó chạy nó nhúng tay xuống nước luôn á, chết luôn. Rồi nếu mà sử dụng pin thì có lâu không? Có nghe gọi được không? Có video call được không? Có nhắn tin được không? Có chụp hình được không? Đó, có hết. Cho nên rằng khi mình làm gì như vậy, mình lồng ghép từ khóa vào là mình phải có những cái full cái như vậy. Thì GoSell để ở đây nè, cứ mỗi một từ khóa thì các bạn cứ viết có dấu và không dấu bỏ vô đây, rồi cách nhau cái dấu phẩy. À, Jenner đang làm rất đúng. Rồi tiếp theo đó là từ khóa nha. Chúng ta sẽ đến với cái yếu tố thứ ba của on page, và cái này nó cũng khá là phổ biến nhưng mà có vẻ ít ai biết. Tối ưu meta description và thẻ H1, H2, H3, H6 lại là những cái từ chuyên môn. Meta description là gì mọi người? Ở đây ai biết? Anh cái với các bạn luôn á, khi các bạn đi sale á, đi gặp khách hàng á, các bạn nói những từ ngữ chuyên môn ra, tự nhiên cái mình thể hiện mình giống như là ơi, tôi chuyên nghiệp hơn chút, tôi trở nên thành chuyên gia hơn chút vậy đó. Meta description là gì? Ai biết? Rồi không biết thì mình nói dạ em không biết anh ơi. Rồi vậy đi, anh sẽ mượn cái Google nha, xin phép mượn Google. Hè này đi chơi ở đâu mọi người? Các bạn thích đi đâu? Đà Lạt. Mưa tới nơi rồi đi Đà Lạt. Mà đi Đà Lạt là hay chia tay lắm đó, đừng có đi. Rồi anh sập hè này đi chơi ở đâu, nó ra như vậy nè. Vậy meta description là gì? Meta description là cái đoạn thông tin ngay phía dưới ký tiêu đề của website, gói gọn như vậy. Ví dụ anh đọc nha, anh sẽ không đọc tên cái trang web lên, đó là tất cả đều là những lựa chọn tuyệt vời để tận hưởng kỳ nghỉ mùa hè này. Hãy sẵn sàng cho một chuyến đi đáng nhớ và tràn đầy thú vị nhé. Ưu đãi cho năm chấm. Đó, một cái đoạn như vậy á, nó gọi là meta description. Được chưa? Và cái người làm SEO chuẩn á, là họ sẽ rất trau chuốt cho cái đoạn meta description này. Chứ không phải viết bừa viết đại như vậy đâu. Anh xin lỗi, anh chưa đọc tên cái trang web này, anh không có dám nhận định người ta viết bừa viết bậy hay không nè. Nhưng mà anh đang hướng dẫn cho mọi người rằng là meta description là một cái phần mà cần được trau chuốt, và cái này là chắc là các bạn marketing content của mình rất là rành à, phải được trau chuốt. Rồi sao mà quên mấy cái vụ này là dân chuyên nghiệp ngồi dưới mà hỏi, hồi nãy giờ không ai trả lời ta. Mọi người trả lời giùm anh cái cho mọi người, cho anh thấy rằng mọi người đang tỉnh táo không buồn ngủ với. Rồi vậy thẻ H1, H2 là gì các bạn? Kích cỡ của chữ trong bài viết, đúng không các bạn content? Không sao, mình chưa biết thì mình được quyền sai, không sao cả. Rồi thẻ H1, H2 thì các bạn cần phải hiểu rằng là nó có từ H1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nó theo cấp bậc. Giống như trong một bài viết á, các bạn biết soạn văn bản Word đúng không? Trong đoạn văn bản thì có cái gì? Vừa mới vô viết cái tiêu đề, đúng không? Rồi dưới tiêu đề là cái gì? Một, la mã. Hai, la mã. Ba, la mã. Bốn, la mã. Kết luận. Ví dụ vậy đi. Thì trong một la mã nó có cái gì? Phần 1, 1.1, 1.2,
1.3, trong phần 2 La Mã có 2.1, 2.2, 2.3, đó. Nó có từng cái cấp bậc của mật thể như vậy. Và người ta tối ưu nó để người ta sắp xếp cái nội dung làm sao cho nó tối ưu nhất ở trong từng cái phân khúc như vậy. Thì gọi là tối ưu cái các loại thẻ H. Loại thẻ H. Ha. Và thường một cái bài á, cái cấp độ của nó, một bài trên web nó không phải là một bài nghị luận, nó không phải là một bài báo cáo khoa học. Cho nên không có tới nổi mà như là H6 đâu. Chắc chừng H2 là hết cỡ rồi. Đúng không các bạn? À dạ rồi, thường thì bên các bạn bên mình rất là siêng mà viết tới H4. À vào rồi. Anh đang nói ngoài kia kìa, mấy bạn lười á là thường người ta làm tới H2 thôi. Còn các bạn như mình siêng làm luôn tới H4. Được chưa? Đó thì nó là như vậy, và người ta tối ưu nó. Được không? Thì mấy cái mà tối ưu như vậy á thì các bạn cần phải biết được rằng là nó phải có cái kỹ thuật để viết, giống như là làm sao để viết được email hay, làm sao để chèn từ này nó, đó là có nó là cái sự chuyên nghiệp của cái người làm kỹ thuật, chứ không phải là các bạn viết bừa viết bại cho xong ha. À, rồi ở đây á, thì anh chia sẻ các bạn một cái công cụ để có thể cân đo đong đếm. Ví dụ cái lúc mà các bạn đang demo với khách hàng, những khách hàng nào mà đang có website sẵn rồi nha, các bạn mượn website của họ. Ví dụ đây là website của team training, các bạn sẽ có một cái công cụ đo lường cái website này như thế nào. Ví dụ như là coi đây, anh coi về những cái thông tin và thông số của hình ảnh. Anh chỉ muốn coi về hình ảnh trước thôi thì anh click vào tab email đây. Đây nè, kích thước của cái logo là 80-80 nè, có cài internet tab nè, bánh năng lượng nè, kéo xuống dưới nè, tấm ảnh này nè, đây nè, mọi người thấy cái internet tab website thương mại điện tử hồi nãy anh mở cho các bạn coi không, nó đang nằm đây nè, rồi độ dài rộng của nó nè, 600-400 nè ha. Cái này là trainer làm khá là chuẩn nha, chắc mai mốt người ta search cái bài này lên top Google đó. Đây rồi mình kéo xuống mình coi đây, lại có nữa nè, thấy nè. Được chưa? À đây là một cái công cụ nha. Được không? Cái này thì là một cái extension của Google thôi. Thì mình cài vô đây mình bấm vô đây mình coi được. Rồi hoặc là mình có thể coi khác, những cái thông tin khác, information chẳng hạn. View meta tag nè. Đây, coi những cái description. Đây, meta description của mình có bao nhiêu đây thôi. Tức nghĩa là nếu mà người ta search ra cái link bài này á, thì ngoài cái tiêu đề ở trên đây thì cái mô tả sơ bộ nằm ở đây. Được chưa? Đó, thì đây là cái công cụ anh giới thiệu các bạn. Cái công cụ này nó có tên là Web Developer. Đó là một extension của Google. Mình có thể cài bất kỳ lúc nào trên máy mình. Nhưng mà phải dùng Google Chrome nha, tại vì nó là một bộ của Google. Các bạn dùng các trình duyệt khác anh không đảm bảo nha. Rồi, đó là về gọi là on-page. Mình sẽ đến với cái tiếp theo đó là off-page. Lý do tại sao anh nói on-page nhiều như vậy là tại vì cái on-page này nó khó hiểu hơn cái off-page. Vậy off-page là gì? Nếu on-page là những cái tác động trực tiếp vào web, vào bài viết, vào hình ảnh, những cái thông số kỹ thuật bên trong cái website, thì off-page sẽ là những cái tác động phía bên ngoài để làm sao để thu hút người ta vào đây, người ta xem nhiều hơn. Trong đó có các kỹ thuật phát triển off-site, backlink, kế hoạch đi bài BA. Rồi. Đầu tiên nhất là phát triển offsite các yếu tố bên ngoài. Chúng ta biết phát triển, theo các bạn phát triển offsite là gì? Bây giờ mình chỉnh sửa xong xuôi on bay hết rồi. Lưu ý nha, cái kỹ thuật SEO là nên làm on bay trước off pay nha.
Tại vì on bay mà làm không chuẩn chỉnh, off bay không ai thèm coi đâu. Giống như mình làm xong cái nhà mình mới mời người ta vô coi đúng không? Bây giờ cái nhà làm chưa xong ai đâu mà vô coi. Được chưa? Phát triển offsite, các yếu tố bên ngoài là gì? Mọi người làm sao để thu hút người ta vô website mình coi? Ví dụ tạo các buy link, kéo người ta vô mua hàng, tạo chương trình giảm giá. Có học hết chưa các bạn? Giảm giá trên web, tạo chương trình flash sale. Ê mọi người ơi, vào website tôi chăng săn sale đi à, la làng lên vậy đó, để cho người ta vào, người ta mua. Chèn buy link, chạy landing page, kéo người ta về web. Rồi, backlink nghĩa là gì? Ở đây nó có 3 cái kỹ thuật. Trước giờ những cái kỹ thuật viên làm SEO á, thì là người ta làm SEO off-page này á, là đi theo những cái như anh đang liệt kê ở đây là truyền thống nhất. Cái đây là SEO, người ta gọi là làm SEO mẫu trắng. Tức nghĩa là làm một cách thuần khiết. Chúng tôi vô tư, chúng tôi làm, chúng tôi không gian dối gì cả. Ha. Và kỹ thuật đi backlink là viết blog, bài blog như nãy anh đã demo cho các bạn. Viết một bài blog chia sẻ về ví dụ như sản phẩm của mình đi, cách ăn kiêng, cách ăn làm sao mà uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn làm sao mà không bị nổi mụn, không bị béo đó. Được chưa? Rồi đó là cái bài blog. Từ cái bài blog mình mới tạo được nhiều cái điểm số và mình mới thu hút người ta vào cái bài của mình được, cái trang web của mình được. Rồi tham gia các forum, các diễn đàn, đóng góp tích cực ý kiến để người ta chú ý tới mình. Rồi sau đó cái khi mình được chú ý rồi, mình kêu theo ý kiến của tôi, nó là vào cái trang web này để nghiên cứu thông tin, nó kéo người ta vào. Rồi có những event gì đó của forum, mình cũng chèn cái website của mình vào, những bài viết của mình vào. Theo các anh chị, thông tin như trong cái bài viết này là đúng hay sai và cần anh chị em mình thảo luận. Nhiều đó thôi là vô. Cái người viết bài viết này không có kiến thức nè, vô chửi. Đó, ví dụ vậy. Đó. Rồi liên hệ các trang báo để kéo, để chèn backlink vô. Đó. Ví dụ lên VN Express. VN Express viết bài về ngày hội ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh, thường diễn ra vào dịp trước Tết và trước Tết Nguyên Đán chẳng hạn vậy đó. Bên quận 8 hình như vậy đúng không ta? Có ai biết không? Không biết hả? Có đó, Hồ Chí Minh mình có ngày hội ẩm thực ven sông luôn á. Là sẽ có cái ngày hội ẩm thực vậy. Thì nó rất là tinh tế, nó chèn những cái link của doanh nghiệp của mình. Ví dụ doanh nghiệp mình bán những cái sản phẩm liên quan đó đi ha, mình chèn vào để người ta đến, người ta tham khảo đó. Cái đó là nghệ thuật đi link, backlink đó. Và còn nhiều cái khác nữa. Cái backlink này á, back là phía sau, link á là các bạn biết rồi ha, là một cái đường dẫn. Là nó giống như là mình insert cái link, chèn link vô trong cái file Word hay là file Excel của mình thôi. Nhưng mà nó là cái thủ thuật để làm SEO, cho nên người ta gọi là cái từ chuyên môn nó là backlink. Làm sao để người ta click và người ta đổ về cái trang web của mình. Viết bài Facebook, tạo game show trên Facebook, trên Zalo official cao đó, làm những cái đó đều là backlink hết. Kế hoạch đi bài PA khác với gì với báo. Anh xong ngay 5 phút. Viết báo là một chuyện, còn kế hoạch đi bài PA là khác cái gì viết báo. PA tức nghĩa là gì? Nói tốt về mình. Nói tốt về mình ha. Tôi tỏ ra tôi ngây thơ thánh thiện, nhưng mà tôi đang nhờ bạn này là nói tốt về tôi. Hiểu chỗ này không? Anh cần các bạn nhân viên của công ty mình lên nói tốt rằng các anh chị nên ghé vô mua bánh shop bánh năng lượng của tôi đi. Bánh năng lượng của tôi ăn vô là có năng lượng làm việc nguyên ngày luôn. Đó. Tôi không có biết bài đó nha, nhưng mà em biết mà. Hiểu không? Đó là bài BA, nó là như vậy. Được chưa?
tự nhiên có một cái doanh nghiệp nào đó mô tả viết cảm ơn tiệm bánh năng lượng đã giúp chúng tôi có năng lượng chốt sale suốt cả tuần, ví dụ vậy. Đó là kế hoạch lên Bà Rịa, nhưng không có gì là chuyện miễn phí ở chỗ này nha. Nếu mà mình không nhờ bên ngoài làm thì mình cũng phải tổ chức tuyển dụng những người trong nội bộ mình phải biết làm những cái này, thì coi như là cũng tốn tiền tuyển dụng rồi. Chưa? Còn nếu mà một người chủ mà đủ thời gian làm hết những cái này luôn là anh thấy là tuyệt vời. Cái đó là vẫn có thể gọi là miễn phí, nhưng mà cái ông chủ đó ông phải biết rất rõ và ông phải tốn rất nhiều thời gian. Nọ mà ngồi chỉnh sửa ảnh không là thấy hết ngày giờ rồi. Chưa? Rồi đó là về SEO. Thì tổng kết lại là các bạn cần phải biết ha, SEO của mình là Go của mình về cái trang sản phẩm cũng như là cái trang bài blog giúp các khách hàng của mình có cái cơ hội tiếp cận SEO, làm SEO chuẩn chỉnh. Còn lại đó là cả những cái thủ thuật dài về sau này mà họ cần phải làm. Chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham dự buổi này. Chúc các bạn một buổi chiều đầy năng lượng.